Chào mừng các bạn đến với kênh 4 mùa ẩm thực cuộc sống Mỹ của mình nha. Hiện giờ mình đang có mặt ở trên đường Bô Sa đó các bạn. Ở đây khu người Việt còn gọi là đại lộ Trần Hưng Đạo. Ở trên đường Bô Sa này, ngay tại cái khu kinh doanh thương mại có tên là Hà Nội Plaza. Ở đây có cái quán để là bún vịt Thanh Đa. Ở Sài Gòn thì cháo vịt Thanh Đa rất là nổi tiếng. Ở đây mình thấy có bún vịt và bán luôn cháo vịt này kia. Không biết Thanh Đa này với Thanh Đa ở Sài Gòn là như thế nào. Cho nên hôm nay mình đã quyết định mình sẽ vào đây, mình ăn review, quay một số hình ảnh về quán bún vịt Thanh Đa ở thành phố Westminster, California cho các bạn cùng xem. Rất mong được các bạn cổ vũ nhiệt tình nha. Và bây giờ mình mời các bạn vào đây với mình nha. Thường thì những lúc cao điểm thì khách sẽ đứng ghi tên và xếp hàng chờ ở đây các bạn. Khi nào có bàn trống mời mới vô, nhưng mà hôm nay mình đi sớm thì ở bên Mỹ người ta ít có ăn sáng sớm các bạn. Người ta ăn còn 12 giờ hay là 1 giờ chiều cho tới tối thôi, cho nên buổi sáng sớm mới vừa mở cửa thì nó chưa có đông lắm, cho nên mình có thể vào luôn, chứ bình thường phải đứng xếp hàng ở đây rất là đông đó các bạn. Kiếm bàn ngồi, cho anh ngồi góc này đi ha. Anh quay cái review cho anh ăn á. Anh quay được không? Rồi mình sẽ ngồi góc này ha. Mình ngồi vào bàn đó các bạn. Mình đi, thật ra mình quay ở bên Mỹ thì mình thích đi tới những lúc mà giờ thấp điểm các bạn. Cho nó vắng vắt khách thì mình mới dễ quay. Giờ cao điểm thì khách rất đông là bởi vì sao? Thứ nhất là ở đây cũng ngại quay người ta. Thứ hai nữa là khách rất đông các bạn. Mình vô mình quay tỉ mỉ chi ly không được. Thì tại vì mình phải ăn nhanh để mà trả bàn khi người ta xếp hàng ở ngoài đó các bạn. Nên khách chắn vắng này mình sẽ quay một cách rất là thoải mái hơn. Và hiện giờ cũng có một số khách ha. Và khách cũng đang đến nữa đó các bạn. Quán thì nhìn không có lớn lắm nhưng mà rất là khang trang và sạch đẹp luôn nha các bạn. Quán bún vịt Thanh Đa nằm ở trong khu thương mại Hà Nội Plaza ở trên đường Bô Sa, người Việt còn gọi là đại lộ Trần Hưng Đạo. Ở đây thuộc thành phố Westminster, California nha các bạn. Ở trong khu thương mại này, chỗ đậu xe cũng rất là rộng lớn không? Các bạn nhìn thấy đó. Quán bún vịt Thanh Đa, địa chỉ ở đây là số 9066 đường Bô Sa Avenue, thuộc thành phố Westminster, khu mà người Việt đông nhất đó các bạn. Nam California nha các bạn. Mọi thông tin về địa chỉ, rồi giờ bán này kia, là bản đồ chỉ đường mình có để trong video và có cả ở trong phần mô tả video. Các bạn quan tâm thì có thể xem qua và xem bản đồ chỉ đường để đi đến đây nha. Ở đây bán từ 9 giờ sáng cho tới 9 giờ tối hàng ngày luôn. Cho nên các bạn đến ăn cái thời gian rất là thoải mái ha, đến giờ nào cũng được. Đây, cái menu ở đây thì cũng rất là đơn giản nha. Bún vịt Thanh Đa. Thường thì ở đây quán thì người ta gọi là restaurant luôn, là nhà hàng luôn. Thì vào một cái quán thì mình ít thấy, chưa thấy cái quán nào mà bán một món hết các bạn. Một cái quán thì bán rất là nhiều món luôn, để có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng đó các bạn. Đây là trên menu của quán bún vịt Thanh Đa, có ghi cả cái điện thoại và cái địa chỉ giờ bán luôn. Bán 7 ngày trong tuần mà từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối luôn. Địa chỉ là 9066 Bô Sa Avenue, Westminster, Cali nha các bạn. Rồi thực đơn của quán nè, mình thấy thực đơn này cũng khá là đơn giản. Thì có bún vịt 6 măng, rồi bún gà, rồi miếng vịt 6 măng, miếng gà 6 măng. Ở đây có cháo vịt, rồi cháo gà, cơm vịt, cơm gà Hội An nữa. Rồi gỏi vịt nhỏ, gỏi vịt lớn, bán nửa con vịt, một con vịt luôn. Ăn những cái đó rồi mình có thể gọi thêm lòng vịt nè các bạn. Dĩa lòng 7 đồng. Dĩa vịt luộc, rồi măng, cơm thêm. Rồi các đồ uống ha. Ở đây mình thấy để là quán là bún vịt 6 măng.
cho nên mình vào đây để có cháo, có bún và bún miếng nữa các bạn. Thì hôm trước mình có ăn cháo rồi, đi với gia đình đó các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn, để là bún vịt thì mình ăn miếng vịt ha, bún miếng vịt, sáu măng, đùi vịt. Đây để giá là 14.99 đó các bạn. Mình đang mơ về một cái tô miếng vịt ha, rồi với dĩa gỏi vịt. Gỏi vịt mình đang mơ về một dĩa gỏi có rau chứ bào, rau muống bào, bắp cải nồi, rau răm, rau quế, hành chua, rồi tỏi phi. Rồi mình đang mơ về nó ở Mỹ, mình thèm ở cái món ăn Việt Nam đó các bạn. Thì món Mỹ thì đôi khi nó cũng ngon lắm, nhưng mà mình ăn lâu lâu mình ăn một lần. Khi mình ăn bơ, ăn đồ, mấy cái đồ béo của Mỹ, đồ béo, đồ ngọt nhiều các bạn, mình ăn nó cũng ngán ngán lắm. Thì lâu lâu ăn một lần ngon, mình rất là thích ăn những cái món Việt Nam. Còn người Việt Nam mình ăn quen rồi, cái khẩu vị. Mình sẽ gọi cái miếng vịt ha. Miếng vịt sáu măng đùi vịt. Thì vô mình lựa ngay cái bàn số 1 luôn các bạn. Trên bàn mình thấy có cái hộp đổn bổ rồi, gia vị cũng rất là ngăn nắp ha, ngăn giấy. Mình thấy ở đây nè, có chai đây là nước mắm nhĩ ha. Mình khoái cái này quá nè. Này là củ hành các bạn, củ hành tím ngâm chua ha, mà củ hành này rất là lớn luôn. Mở cái nắp ra mình thấy bốc cái mùi, cái vị chua chua đó. Rồi đây là hủ tiêu, rồi có ớt xay rất đã luôn. Trên vài món ha. Rồi chắc là trên tô một tô miếng vịt. Dạ, một tô. Cái dĩa gỏi riêng. Dạ đúng rồi, gỏi riêng luôn. Cái đùi hả? Đùi thì tụi em chặt thêm một lần. Hả? Anh lấy đùi tụi em chặt thêm một lần. À. Dạ. Còn với bình thường là cái gì? Bình thường là vẫn như bình thường là tụi em lấy đủ thứ, lấy sọt. Phải lấy đủ thứ cho anh. Dạ, ok. Cái tô miếng vịt với cái dĩa gỏi là đủ thứ. Dạ. Thịt vịt ha. Rồi nước trà đá, ý nước đá lạnh ha. Đá lạnh ha. Rồi rồi. Dạ em ha. Thank you anh. Cái giá này là chưa thuế không? Dạ chưa. Dạ. Thank you anh nhiều. Hiện giờ khách tới cũng khá đông đó các bạn, cũng muốn đầy bàn rồi đó. Quán này chỉ mới có mở vài tháng thôi các bạn, cũng là thu hút được một lượng khách rất là đông luôn. Đây là phần gỏi vịt của mình đây, tô miếng nè, có măng ha, chén nước mắm gừng các bạn. Đó, cái phần này 15 đồng thôi, nếu mà tính thuế lên chắc cỡ hơn 16 đồng chút xíu thôi các bạn. Nước mắm mình thấy nó kẹo kẹo các bạn. Đó, có gừng nè. Cho mình nếm thử nước mắm. Nước mắm người ta pha nó không có mặn các bạn. Không có mặn nha. Nó hơi có vị ngọt ngọt nhưng mà nó có gừng các bạn. Ăn nó the the. Nó nồng và nó rất là thơm luôn. Chấm mình sẽ rất là ngon đây. Thì mình cho vào đây một ít ớt xay. Mình ăn cay hơi nhiều các bạn. Các bạn nào ăn cay ít thì bỏ ít thôi. Đây có củ hành tím ngâm chua các bạn. Mình cho cái hành tím ngâm chua này vô dĩa gỏi. Mình thích ăn cái này lắm, để một chút mình ăn. Đây, củ hành tím nha. Mà đây người ta xài củ rất to các bạn. Thích thì một chút lấy nữa. Rồi có tiêu nữa nè các bạn. Tiêu thì mình sẽ cho vào cái tô miếng ha. Cho nó cay the the, nó có màu sắc. Vẫn chưa. Đây cái nước đang rất là nóng hổi luôn. Thì một phần mình gọi là bún miếng các bạn. Thì trong đây sẽ có miếng thì nó sẽ có những cái măng nè. Măng rất là thơm luôn. Rồi trong đây mình thấy có nêm những cái hành ngò đó các bạn.
nghe cái vị nó rất là ngọt các bạn. Có rau nêm rau thơm mà có măng nữa, mình nghe thấy cái mùi của mùi măng ha. Còn đang rất là nóng, rất là ngon luôn. Măng nè, củ hành tây nè, rau nêm có ngò hành nè, miếng. Mình không có kêu đùi ha, mà mình kêu người ta bỏ đủ thứ. Trong đây thì cũng có đùi, rồi có cái phần cánh nè các bạn. Cái phần này có phần xương xương nè. Đó, mà mình thấy cái phần những cái phần nạc thì nạc rất là nhiều luôn. Đó, các bạn thấy nạc nhiều nè. Ở trên mặt thì có đậu phộng các bạn, rồi hành phi. Rồi cái phần gỏi thì ở đây mình thấy có bắp cải với lại cà rốt sắc sợi đó các bạn. Để mình nếm thử. Nó cũng là cái vị chua ha. Chua thì có thể là người ta làm giấm đường các bạn. Rồi bây giờ mình mời các bạn cùng dùng với mình nha. Vừa ăn một tô miến kết hợp ăn với lại gỏi vịt. Ngoài món vịt ở đây các bạn có thể kêu gà cũng được nha các bạn. Biển nè. Cái cọng miếng ăn nó có cái độ dẻo á, người ta trụng thì nó có màu nó trong và nó có cái độ dẻo đó các bạn. Để mình cho vào cái tô miếng một ít ớt luôn, ăn cho nó cay. Đây cái phần gỏi có đậu phộng và cái hành phi ở trên đây các bạn. Tăng thêm cái độ béo và cái độ thơm ha. Nước mắm gừng rất là thơm luôn. Cái miếng thịt đó nạc không, cái lớp da thì rất là mỏng các bạn, ít mỡ lắm, dưới lớp da có mặt một cái màng mỡ mỏng rồi còn là thịt nạc không nè. Chấm vào nước mắm gừng ha, ăn gừng cơm thơm, thơm mà vị gừng rồi cay the the rồi có ớt nữa. Đang cái miếng này có miếng xương mà phần xương nó mềm mà nó có xương chỗ sụn mà ăn nhai nó giòn giòn nuốt luôn. Cái phần rau trộn gỏi nè, mình thấy có bắp cải nồi, cà rốt bào sợi với lại rau răm, rồi trong đây có hành phi và đậu phộng các bạn. Cái vị gỏi có trộn chua các bạn. Ăn rau giòn với đậu phộng giòn và béo, kết hợp với hành phi nó thơm ha. Rồi đây là những cái hành tím ngâm chua. Cái phần rau trộn gỏi mình chỉ thấy có là cà rốt với lại bắp cải. Thì nếu mình ăn ở Việt Nam khác, mình ăn ở Mỹ khác nha các bạn. Bởi vì những cái rau rồi thì cái điều kiện địa lý, thời tiết rồi vùng miền nó khác nhau, cho nên những cái rau này nó sẽ khác nhau. Nhưng mà rau đầy đủ, rau ở đây nó rau Việt Nam mình ăn đôi khi mua cũng mắc đó các bạn. Ở Việt Nam thì sẽ có chuối bào, rồi
rau muống bào, mà ở đây thì chỉ thay thế bằng cải nồi với cà rốt. Ở Việt Nam rau muống bào, rau chuối bào, rồi bắp cải nồi, rồi những rau nêm như là rau răm, rau quế. Ở đây rau răm, quế cũng có nhiều quá, nhưng mà cái rau muống thì ở đây cũng đắt, cũng có, nhưng mà rau muống sợi mình ít thấy lắm. Rồi rau muống thì ở đây nó cũng đắt đó các bạn. Húp cái nước nóng là quá đã luôn, nước cũng khá là trong luôn. Cùng miếng nè. Trong đây cũng có rất là nhiều măng nữa các bạn. Chấm vào. Cái miếng măng được cắt ra ăn nó cũng dai dai giòn giòn. Thịt không luôn. Thịt vịt quá đã. Nước mắm nó sệt, kẹo kẹo. Thịt có gì hết rồi. Nếu ở Việt Nam thì mình ăn nhiều khi cái tô miếng hay tô cháo đó có huyết luôn các bạn. Ở đây mình không thấy cái huyết vịt ha. Huyết vịt ăn này sẽ dai hơn là cái huyết heo. Hành tím ngâm chua. Tô miếng với dĩa gỏi là 15 đồng. Mình thấy cũng cái dĩa gỏi cũng khá là nhiều luôn các bạn, nhiều thịt lắm. Mình ăn nãy giờ mà cũng còn nhiều lắm nè. Trong đây cũng có một cái phần cánh các bạn. Cánh này ăn liệu là da và xương sóc. Thì ăn cái này ngon nha. Dưới cái lớp da cũng thịt nhiều các bạn. Bây giờ thì khách cũng đầy bàn hết trơn à. Ở đây nó có cái vị chua rồi, trong cái dĩa gỏi cho nó cái nước mắm, cái mắm gừng này và nước mắm này, nước mắm ngọt các bạn. Mình ăn kho nước trong cái nước mắm nó không có vị chua. Thịt thì người ta luộc lên, nó cũng chín, mềm nhưng mà nó không quá rục ha. Ăn nó còn có độ sực sực. Ăn quá chừng mà cũng còn đó, còn cái tô, còn vịt rồi nè. Mình ăn vịt mà mình không có bị nghe cái mùi hôi, cái mùi lông vịt đó các bạn. Đây khách là thích các bạn, khách ăn rất đông luôn. Giờ là đầy bàn hết rồi, full rồi. Ngon quá. Mà ăn cái món này thì nhớ Sài Gòn ha. Nhớ nhà. Ở Sài Gòn những cái món này thì tràn ngập các bạn. Thiên binh vạn tướng đủ thứ. Rồi mình đi quay nhiều các bạn. Những cái món này mình quay cũng nhiều lắm. Ồ, anh YouTuber bên Việt Nam qua luôn. Bốn mùa vậy. Ẩm thực. Bấm lên thấy liền à. Đúng. Đây rồi. Đây rồi. À, rồi em thấy rồi. Rồi ok anh luôn. Dạ. Rồi bạn thấy kêu anh nha. Cảm ơn. Dạ. Quá là no nê luôn các bạn. Mình ăn xong một phần đó. Có lẽ là mình
giờ thì tối mình mới ăn thêm nổi. Tô bún rồi một dĩa gỏi, rất là nhiều thịt vịt luôn, dĩa gỏi vịt. Ở đây mình nhận xét ở đây cũng khá là ngon các bạn. Cho nên mình mới sáng mình vô đầu tiên mà mình mới vô đầu giờ á, mà mình thấy một chút xíu khách cũng là đầy full bàn hết trơn luôn các bạn. Quán mặc dù quán chỉ mới mở đây thôi, nhìn khang trang sạch sẽ ha. Rồi mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình sẽ gửi đến các bạn những cái món ngon tiếp theo ở những video sau. Mình rất mong các bạn ủng hộ mình và xem video tiếp theo nha. Bây giờ xin bye bye, chào tạm biệt các bạn nha.